đứng thẳng người và cầm tạ ở hai tay, gập hông xuống và cảm nhận độ căng ở đùi sau. Đây là vị trí bắt đầu của bài tập. Đưa hai tay sang ngang vai và dừng lại khi tạ cao ngang vai. Giữ tại vị trí này một lúc. Hạ tạ về vị trí ban đầu có kiểm soát và chuẩn bị cho rest tập tiếp theo. Hít vào khi hạ tạ và thở ra khi nâng lên.